Chào các bạn đã trở lại với Đoàn Hòa Món Ngon Lạng Sơn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm món lạp sườn. Tưởng chừng phức tạp nhưng thực ra lại khá đơn giản. Nguyên liệu thật là dễ tìm. Chỉ cần một chút bí quyết là có ngay món ăn ngon lành. Lại hợp vệ sinh, không cần muối dăm hay phẩm màu. Sử dụng cho cả gia đình. Muốn lạp sườn được ngon, ta phải lựa chọn được miếng thịt thật ngon các bạn ạ. Sáng Hòa đã đi chợ mua được miếng thịt mông. Nhà Hòa thì thích ăn nhiều lạp nên mua thịt mông. Còn nếu để lạp sườn mềm ngon hơn thì các bạn nên mua thịt vai thì ăn nó sẽ mềm ngon hơn các bạn ạ. Mỗi người một sở thích, nhà Hòa thì lại chỉ thích thịt mông. Hòa đã ra vườn đào cây gừng núi đá về và rửa sạch. Khi nào ướp ta sẽ cho 2 thìa đường vào các bạn ạ. Sau đây mình sẽ đi rửa lòng, rửa đi rửa lại cho lòng thật sạch. Rồi sau đó ta sẽ cho một chút giấm vào. Ta sẽ tuốt hết giấm ở trong lòng ra. Muốn lạp sườn được ngon, ta phải làm lòng thật sạch thì ăn nó sẽ không bị hôi mùi lòng các bạn. Lòng rất là trắng sạch rồi, sau đó ta mang lên làm. Sau đây mình sẽ bóc lòng. Đây, tuốt lớp ngoài của lòng đi. Lạp sườn phải chọn cả miếng nạc, miếng mỡ. Ăn cùng nhau nó sẽ không bị khô các bạn ạ. Mình sẽ thái những miếng nạc trước, sau đó mình sẽ thái miếng mỡ sau. Trên Lạng Sơn làm lạp sườn chủ yếu là khắc thái thịt, không mấy khi cho vào máy. Thái thịt thế này thì lạp sườn ăn nó sẽ ngon hơn. Miếng thịt nó chắc sắn hơn các bạn ạ. Sau đó mình sẽ thái thêm một chút mỡ vào để ăn lạp sườn nó sẽ ngon hơn các bạn ạ. Sau đây mình sẽ đập gừng. Gừng này rất đặc biệt các bạn ạ. Tạo cho lạp sườn Lạng Sơn có hương vị rất là thơm, lên màu rất là đỏ đẹp. Bạn nào đến Lạng Sơn nhớ mua một ít gừng núi đá về ngâm rượu để quanh năm ướp thịt. Ướp thịt làm lạp sườn rất là thơm các bạn ạ. Gừng đã băm nhỏ, chúng ta đổ một ít rượu để ngâm gừng. Thịt mình đã thái xong, sau đây mình ướp các gia vị mà lúc đầu mình đã chuẩn bị. Mình sẽ cho muối, nước gừng, nước rượu gừng. Hạt tiêu mình đã xay ra rồi. Tùy từng bạn. Sau đó ta sẽ ướp đều các gia vị vào với nhau, rồi để trong khoảng thời gian 30 phút, sau đó ta sẽ đi nhồi lạp sườn. Đây, thịt lạp sườn mình mua được miếng thịt ngon, nên khi ta ướp các gia vị vào với nhau, màu đã đỏ ửng lên. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn ạ. Lòng mình đã cạo được mỏng, sau đây mình sẽ đổ một ít rượu vào để khử hết mùi tanh của lòng. Mình cắt chai nước khoáng, sau đó cắt cái nắp ở trên
xong nó vặn vào để nhồi lạp sườn. Cũng làm thủ công như vậy nhưng cũng rất là nhanh các bạn ạ. Còn bạn nào có máy nhồi thì lại càng nhanh hơn nữa. Lạp sườn mình nhồi được rồi mình sẽ buộc từng đoạn vừa ăn. Bạn ơi, lạp sườn mình đã nhồi xong. Sau đây mình sẽ đem lạp sườn đi phơi. Lạp sườn đã phơi được một hôm. Đây, đã ráo nước. Màu cũng rất là đỏ rồi các bạn ạ. Lạp sườn đã phơi được ngày thứ hai. Đã se khô bề mặt lại. Màu rất là đỏ. Lạp sườn làm không cần muối răm, tức là muối tạo màu, nhưng màu lạp sườn vẫn lên đỏ đẹp các bạn ạ. Mình sẽ cho lạp sườn vào luộc qua rồi mình sẽ trao. Rồi lửa vừa, sau đó mặt lạp sườn đặt dưới đá chín, ta sẽ lật lại. Mà được á. Đây. Đấy, đúng không? Các bạn ơi, Hòa đã làm xong lạp sườn. Rất là màu, rất là đỏ. Đây. Rất là đẹp, màu đỏ đẹp. Các bạn cùng Hòa thưởng thức nhá. Ăn với cơm trắng thì tuyệt vời các bạn ạ. Rất là thơm ngon. Mùi thơm của hạt tiêu, mùi thơm của gừng núi đá. Ngon lắm các bạn ạ. Like, đăng ký, chia sẻ, ấn chuông để tiếp thêm nhiều món ngon. Chào các bạn.